nhà ở xã hội là xu hướng của bất động sản 2023. Việc tăng thêm hàng triệu căn nhà ở xã hội sẽ giải quyết bài toán thị trường nhà, ở hiện nay, vốn đang thừa khúc trên, thiếu khúc dưới. Năm xu hướng của ngành bất động sản của năm 2023 vừa được đề cập trong báo cáo của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam, Việt Nam Report. Bức tranh thị trường bất động sản của Việt Nam cho thấy vẫn có nhiều điểm sáng để thích nghi với tình hình mới, trong đó sự điều chỉnh của dòng vốn vào thị trường này. Xu hướng nhà ở xã hội bùng nổ. Bất động sản nhà ở được dự báo phục hồi trong năm 2023 khi mà nhu cầu nhà ở với túi tiền luôn ở mức cao trong suốt thời gian qua. Sau những động thái tích cực từ phía nhà nước lẫn doanh nghiệp, với đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Giới chuyên gia kỳ vọng năm 2023 sẽ là thời điểm tốt nhất để phân khúc này trở lại. Việc tăng mạnh nguồn cung nhà ở xã hội những năm tới sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cho số đông người dân có thu nhập thấp ở đô thị, công nhân khu công nghiệp. Đây là một tín hiệu tốt về nguồn cung thị trường, nhắm đúng đối tượng có nhu cầu ở thật.